Đầu tiên sẽ là một đầu thu. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có hai cái rau, những miếng cao su để chống va đập, chống lăn. Hai cái bát, một viên nguồn, dây dắt 6 ly, có một pin, một cách hướng dẫn sử dụng. Micro không dây VASE45 là loại micro dùng cho hát karaoke. Thiết kế thông minh giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Được trang bị tính năng cảm biến với chức năng micro sẽ tự động tắt tín hiệu sau 5 giây nếu không hoạt động hoặc đặt mic xuống bàn, thì cầm vào là lại hát được ngay mà không cần phải bật micro nữa. Như thế sẽ tránh được tiếng ù, tiếng rít khi để hai micro cạnh nhau. Sau 5 phút thì micro sẽ tự động chuyển sang chế độ tiết kiệm pin và sau 15 phút thì micro chuyển sang chế độ tắt toàn bộ. Khi người dùng chẳng may bị rơi tay micro, hệ thống sẽ tự động ngắt để tránh tạo ra tiếng động lớn gây ảnh hưởng đến loa và âm ly. Về phần vỏ, vỏ cầm micro bằng hợp kim nhôm nhẹ và chắc chắn, chụp micro bằng inox rất bền chắc. Tay micro được phủ sơn công nghệ anode làm tăng khả năng chống xước, chống vân tay, chống bạc màu. Củ micro chuyên dùng cho karaoke nên có độ nhạy rất cao, dễ bắt tín hiệu, dễ hát, hát to gần mic mà không bị vỡ tiếng, búp sóng rộng. Do đó, không đòi hỏi người dùng phải có kỹ thuật cầm micro tốt. Micro tương thích tốt với hầu hết các loại loa, không kén dài âm thanh. Hệ thống cắt khú rít tự động loại trừ tiếng hú cao, chống nhiễu âm thanh, khả năng hút âm của micro được tăng cường. Sóng mạnh có khả năng tự động dò tìm sóng sạch, tránh được tình trạng can nhiễu sóng hay rớt sóng. Tầm hoạt động rộng với bán kính 50m, hai micro hoạt động độc lập nhưng cũng có thể nhận kênh kết.